Xin kính chào ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi và đặc biệt là những bạn trẻ yêu sách trên mọi miền đất nước. Tôi tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung, là giáo viên đến từ đơn vị trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Sau đây, tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Trên đường băng, một quyển sách đã tạo động lực và truyền cảm hứng cho tôi trong cuộc sống. Trên đường băng là cuốn sách nổi tiếng nhất của tác giả Tony Buổi Sáng và cũng là tác phẩm truyền cảm hứng bậc nhất cho các bạn trẻ, những người thanh niên thời đại mới và hoài bão lớn vượt khỏi ao làng. Những câu chuyện trên đường băng mà Dưỡng Tony kể rất giản dị. Nó là những chia sẻ được góp nhặt từ những câu chuyện đời thường trên mạng xã hội hay chính các câu chuyện bên ngoài cuộc sống ngoài kia. Khi cầm cuốn sách này trên tay, từ từ nghiền ngẫm các con chữ, bạn sẽ thấy được tâm ý của tác giả muốn gửi gắm cho một thế hệ giới trẻ Việt Nam có thể vươn ra biển lớn, truyền lửa cho các ước mơ làm chủ cuộc đời. Tương lai mỗi người là do nhận thức quyết định tất cả, thành người sâu sắc hay hời hợt, người tích cực hay bi quan, người hạnh phúc hay bất hạnh, người chiến thắng hay thất bại, tất cả đều khởi nguồn từ nhận thức. Nhận thức chính là thước đo sự trưởng thành của một con người. Quả thực, khi đọc Trên đường băng của tác giả Tony Buổi Sáng, bạn sẽ có sự thay đổi nhận thức để nắm bắt thành công. Cuốn sách là tập hợp những bài viết trên Facebook của Tony Buổi Sáng. Dưỡng Tony đã chia sẻ rất chân thực, dân dã và mộc mạc những kinh nghiệm sống vốn có của mình bằng giọng văn dí dỏm, đậm chất người Nam Bộ. Khác với tiêu chuẩn chung của một tập tản văn thông thường, thứ tự các câu chuyện, bài viết được Dưỡng Tony sắp xếp trong cuốn sách có chọn lọc với chủ đích cụ thể nhằm chuẩn bị về tinh thần, kiến thức và kỹ năng cho các bạn trẻ có hành trang cất cánh, thực hiện ước mơ và mục tiêu cuộc đời mình. Với độ dài 301 trang chia 3 phần tương ứng, chuẩn bị hành trang, trong phòng chờ sân bay và lên máy bay. Giống như quá trình mỗi bạn trẻ phải trải nghiệm trước khi sải cánh bay cao trên đường băng cuộc đời, bay vào trời xanh cao rộng, tới một thế giới mới rộng mở. Trong những bài viết của mình, Dưỡng Tony đã nói về đủ thứ chuyện khiến người đọc vô cùng thán phục, từ chuyện đi xin việc làm, đi vay vốn tự kinh doanh, cho đến những chuyện ăn, chuyện nghỉ, cách chơi, cách quản lý chi tiêu, cách ứng xử với nhau của người Việt, nhất là người Việt trẻ, đối tượng nhằm tới chính của cuốn sách. Qua mỗi trang sách, các bạn sẽ cảm giác mình có mặt trong hầu hết các câu chuyện này, nhưng ở khía cạnh bản thân còn khá tiêu cực, cần phải cố gắng học hỏi rất nhiều để thay đổi, để sống tốt đẹp hơn như mong muốn của Dưỡng Tony. Tác phẩm Trên đường băng mang tới cho người đọc nhiều điều đáng suy ngẫm, thấm thía từng câu từ, với các từ ngữ mang văn phong hài hước, dí dỏm mà không kém phần sâu cay, sắc sảo, động lại trong lòng người đọc rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là cuốn sách cuốn hút bạn, mỗi khi bạn nghiền ngẫm, bạn có thể đọc đi đọc lại nhiều lần mà không có cảm giác chán. Mỗi lần đọc, bạn vẫn sẽ có những nụ cười sảng khoái và những bài học được thấm sâu hơn. Mỗi con đường sẽ dẫn tới mục đích đến, chỉ cần bản thân mình kiên định với con đường đó, với ước mơ đó, thì chắc chắn phía cuối hành trình, một hạnh phúc lớn lao sẽ chào đón bạn. Con đường xe đi còn có chỗ khiếm khuyết, chỗ bằng phẳng, nơi gập ghềnh, con đường đời cũng vậy. Để đi hết con đường đó, phải gặp qua biết bao khó khăn, thử thách cũng như cám dỗ để bạn bỏ cuộc. Những người vượt qua được cám dỗ, thử thách xứng đáng có được thành công viên mãn. Điều quan trọng nhất là chính bản thân mình đã đặt ra mục tiêu như thế nào và đã giải quyết mục tiêu đó tới đâu. Tác phẩm thích hợp những bạn trẻ còn chưa đủ nghị lực để chinh phục ước mơ của mình vì những cản trở trong chính bản thân mình. Đây là một cuốn sách truyền năng lượng cho người đọc rất nhiều. Những câu chuyện ngắn nhưng thấm và sâu sắc trong cuốn sách sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn trên hành trình chinh phục mục đích của cuộc đời mình.
cuốn sách phù hợp với việc bạn có thể đặt nó trong thư viện và nghiền ngẫm. Sách cũng thích hợp với việc đọc 5-10 phút lúc rảnh rỗi để lấy động lực. Cuốn sách giống như một chuyến bay, có 3 phần là chuẩn bị hành trang, ngồi phòng chờ sân bay và lên đường, thì phần 1 được xem là phần chuẩn bị, cũng được đề cập dài nhất và đặc sắc nhất. Bạn trẻ nuôi chí lớn sẽ ngất ngây với những bài viết đặc sắc như chuyện thằng Quân, chuyện thằng Kiên, chuyện cũ cháu, chị lái đò v.v. Trong phần 1 thì một vài bài viết cũng thuộc dạng hài hước và dí dỏm như bệnh nghiện Internet, kể về câu chuyện một anh chàng làm văn phòng, lương 5 triệu, gần 30 tuổi rồi mà không có bạn gái, không biết làm gì cho đời, ăn xong đi làm rồi về ngủ và lên mạng chém gió. Còn với những ai thích nghe lời khuyên về bài học kinh doanh trên mạng, tác giả kể một câu chuyện cười về anh chàng Tony. Phần 3 dành cho những bạn trẻ thích làm kinh doanh lớn. Có lẽ đặc sắc nhất trong 3 phần thì vẫn là những bài viết cuối cùng. Phần 1 và 2 thì bạn trẻ nào cũng cần phải học tập và nghiền ngẫm. Còn phần cuối là những bài viết dành cho các startup trẻ. Cái thú vị nữa của Trên đường băng mà tôi thấy đó chính là nội dung các trang sách quá đỗi thân thuộc. Đọc Trên đường băng, bạn sẽ sảng khoái, thích thú và muốn hành động ngay. Không chỉ có thế, cuốn sách còn mang đến cho bạn những trải nghiệm, bài học cuộc sống, bài học đối nhân xử thế, đối đãi giao tiếp ra sao cho các vấn đề thường gặp trong cuộc sống, hay đôi lúc là các câu chuyện khiến cho bạn cần lắng đọng suy nghĩ và cảm nhận. Đọc Trên đường băng, bạn sẽ thấy phản phất chính mình trong ấy và số đông người trẻ bây giờ. Chúng ta đang dần đánh mất tuổi trẻ, phí hoài thời gian vào các việc không đáng phải làm. Nhưng chúng ta sẽ thầm cảm kích bởi chính tác giả sẽ đưa chúng ta đến với đường băng của chính mình, giúp chúng ta sống có ích hơn với cuộc đời, đồng thời truyền cảm hứng cho các thanh niên sống hết mình, trọn vẹn từng phút từng giây. Trên đường băng tuy viết cho đối tượng độc giả chính là những người trẻ, nhưng độc giả lớn tuổi vẫn có thể đọc để hiểu và nhận thức đúng đắn, khách quan. Các cuốn sách về hướng nghiệp, kỹ năng, giáo dục giới tính đều rất cần phải có, sẽ là hành trang bổ ích cho những em bước vào đời, góp phần tạo nên một thế hệ trẻ năng động, tự lập và tài năng. Những bài viết của Tony buổi sáng sinh động, thiết thực và đặc thù là căn nguyên từ cái tâm trong sáng của người đi trước. Bạn sẽ nhận ra sự gần gũi trong các câu chuyện của Tony, cảm giác như mình cũng sẽ làm cho được như thế. Những thất bại và cả những thành quả mà Tony buổi sáng đạt được thì có lẽ không quá khó khăn đối với mình đâu. Đây là một cuốn sách cực kỳ hay các bạn nhé. Nó hoàn thiện bản thân tôi nhiều hơn, cổ vũ và ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, làm cho tôi muốn được khám phá cuộc đời hơn, muốn được học nhiều hơn, không chỉ trên kiến thức giáo khoa, sách vở, mà là bí quyết đối nhân xử thế, cũng như thay đổi được các tầm nhìn nhỏ bé của mình đối với một thế giới rộng lớn, đầy người tài chuyên nghiệp như bây giờ. Chúng ta đang đứng trước một thời đại công nghệ số, thế giới đang chuyển mình không ngừng, cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra, chỉ có một con đường duy nhất chính là tiến về phía trước, biết hội nhập. Và điều đó phải thể hiện thật rõ ràng ở những việc nơi ở, ăn uống, chơi bời, học hành, thư giãn, đi du lịch và đương nhiên phải có của ăn, của để. Là một người trẻ mang trong mình sứ mệnh và trọng trách nặng nề trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hãy luôn giữ trong đầu suy nghĩ, người Tây họ làm được thì có gì mà mình lại không thể. Suy nghĩ tích cực về tương lai, về việc tạo ra nhiều nguồn hàng để xuất khẩu, thu về ngoại tệ, chính là xu thế của toàn nhân loại. Phải tạo cho mình thật nhiều cái gọi là vốn, thì khi ấy khởi nghiệp mới có thể bắt đầu. Đọc hết cuốn Trên đường băng, tâm thế sẵn sàng cho một chuyến bay dài hẳn sẽ dần có ở bạn thôi. Tony buổi sáng đã gần như hoàn thành tâm niệm truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo của Việt Nam xinh đẹp